xin chào tất cả các em để đến với kênh Đổi Nhật Thanh nha. Nha. Còn bây giờ thì chần chờ gì nữa nè, hãy cùng chị lấy bút và giấy ra. Và hôm nay thì cũng theo yêu cầu của một bạn, yêu cầu chị vẽ là anime yukata, tức là anime mặc đồ kimono. Thì chị cũng chỉ tìm hiểu sơ thôi, nói chung là có yêu cầu thì chị sẽ cố gắng chị vẽ. Còn đẹp hay xấu thì xin mời các em cùng xem và góp ý thêm để cho chị vẽ ngày càng đẹp hơn nha. Cảm ơn các em đã xem video và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Đầu tiên thì chị sẽ vẽ cái đỉnh đầu nha. Đó, sẽ vẽ cái đỉnh đầu của cô gái. Đây, đỉnh đầu tròn như thế này nha. Rồi, tiếp theo thì chị sẽ vẽ là phần tóc. Đó, phần tóc nó bay như thế này. Rồi, đến là phần tóc thì nó xuống bình thường ha. Đây, đồ kimono nhưng mà cô gái của chúng ta là để tóc xả, rất là đẹp luôn. Rồi, thì ở phần đây là phần tóc, một chút nữa thì mình sẽ vẽ sau nha. Tiếp đến thì trên đây là cô gái sẽ có mang một cái cài tóc nha em. Anime, chị cũng không có xem truyện anime và phim anime nhiều. Chị chỉ thích vẽ, cho nên là trong lúc mà chị vẽ thì chị có thể đọc sai tên hoặc là vẽ chưa giống lắm. Rất mong là các em góp ý nhẹ nhàng nha, để cùng chị vẽ mỗi ngày. Đó. Ok. Rồi ha, ở bên đây thì chúng ta cũng sẽ có là phần tóc. Rồi, tiếp theo thì các em sẽ vẽ xuống là phần mái nha. Đó, phần mái tóc như thế này. Đó, phần mái tóc. Đó, phần mái tóc. Rồi, ở đây ha, thì sẽ có là phần tóc dán vào lỗ tai nè mấy em. Và ở đây là có cái lỗ tai nha. Rồi, cô ấy đang nghiêng đầu xuống. Và đây, các em sẽ vẽ là khuôn mặt ha. Lỗ tai đây, cái mặt ở đây như thế này. Xuống là cái cầm V-Lai. Bạn nào có cái cầm V-Lai nhớ comment cho chị biết nha. Cầm V-Lai là những người đó rất là thanh tú, khuôn mặt rất là đẹp. Rồi ha. Rồi, coi như là chúng ta đã vẽ xong cái phần tóc. Đến ha, thì chúng ta sẽ vẽ tới là cái phần cổ này mấy em. Này, cô ấy đang nghiêng người qua ha, cái cổ rất là cao. Thường mà cổ cao là đẹp nha mấy em. Cổ cao thì nhìn người của mình nó sẽ thanh thoát hơn, cho nên các em vẽ là nhớ vẽ cổ cao, trừ khi mà vẽ ai mà có cái cổ thấp thì mình mới vẽ cổ thấp thôi. Rồi, em sẽ chấm ngay đây, áo nó phải tràn qua bên đây luôn nha. Đó. Rồi, tiếp đến thì là phần áo nữa. Rồi nha, và đây là phần vai. Rồi, ở bên đây ha, thì cũng sẽ là có cái phần cổ áo nè. Sẽ có cái phần vai nha, phần vai nhỏ thôi ở trên đây. Đó, cái này vẽ nhỏ lại ha, vẽ nhỏ lại, xóa chỗ này đi. Rồi nha, các em chú ý là mình sẽ vẽ xuống như thế này. Thì thường là ở trước ngực sẽ có một cái đai nha, đây là một cái đai và thắt cái nơ rất là to luôn. Đây ha. Rồi, và đây là cái phần nơ của cái áo kimono nha. Đó. Rồi, dây đai. Rồi, ở đây thì các em cứ vẽ cái tay là nó sẽ dài xuống nha. Rồi, cái này mình vẽ cái dáng trước, một chút nữa thì mình sẽ vẽ cái khuôn mặt sau. Bởi vì chị sợ vẽ xấu thì vẽ cái người trước xem sao nha. Rồi, rộng ra một chút xíu nữa. Thì ở đây nó sẽ có những cái nếp nhăn, bởi vì cô ấy là đang gấp cái tay lại như thế này. Đó, nha. Đây, đây là cái phần cổ tay nè. Đó, đó, cái phần tay áo đó em. Còn đây là bàn tay nha. Đó, đây sẽ là phần bàn tay. Bàn tay đang đưa lên như thế này. Rồi,
Tiếp đến thì chúng ta sẽ vẽ qua cái phần ở bên đây. Đầu tiên các em cứ vẽ suông trước đi nha. Đó, thì ở đây là cái áo là đang bạn nó đang đang cầm cái cây dù. Đang cầm cây dù. Đây nè, cũng là cái phần tay áo như thế này. Và đây là cái phần bàn tay của bạn đó ha. Đó. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ vẽ cho nó rộng ra như thế này nha. Đó, dính vô cái tay áo nè. Rồi, tiếp đến thì các em cứ vẽ một cái đường thẳng thôi nha. Nha, mình sẽ vẽ một cái đường thẳng xuyên qua đây luôn. Ý là cây dù đó nha. Nha, đây là cầm cây dù mà. Rồi, nha, cầm cây dù. Đó. Cao lên xíu nữa đi. Rồi đến cái phần đớp của cây dù ha. Rồi, vẽ vòng tròn. Rồi đến phần vòng tròn nữa của cây dù nha. Nó có rất là nhiều khía, chút nữa mình phải vẽ sau nha. Rồi, hai cây dù nó sẽ to như thế này. Đó, nó rất là to luôn. Nha, to tròn như thế này luôn. Rồi bạn này là đang cầm cây dù nha. Tiếp theo chúng ta quay lại vẽ phần tóc nè. Rồi, tóc có lẽ là mình tém tém vô một chút xíu nha. Đây mình tém vô như thế này, để bên kia nó nhiều quá. Rồi. Ha, rồi các em cứ vẽ như thế này cho nó bay bay. Như thế này. Rồi ha, tiếp đến thì các em sẽ vẽ ngay cái phần lỗ tai này nè của chị này cho chị này ha. Tức là có cái phần tóc dán vào lỗ tai rồi đúng không? Này, tuy nhiên sẽ vẫn có một cọng tóc nha. Vẫn có một cọng tóc dài xuống như thế này. À, vẫn có một cọng tóc ha. Nó sẽ dài xuống đây, vẽ cho nó nhỏ lại. Nhỏ thôi. Rồi các em sẽ vẽ cho nó đậm đậm cái phần tóc mái này lên nha. Ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ là phần phần váy đi nha. Đây ha. Thì thường ở phía sau là sẽ có cái nơ nha mấy em. Ở đây là chị sẽ vẽ cái nơ nè. Đó. Cái nơ nó dính như thế này. Rồi, tiếp đến thì cô gái của chị là đang ngồi nha. Đang ngồi xéo qua như thế này. Đó. Ở đây là cái phần, cái tay áo kimono là nó dài xuống nha. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ vẽ là cô gái đang ngồi xéo qua như thế này. Rồi, ngay cái phần này nha, thì các em sẽ vẽ là cái phần xẻ tà của kimono nha. Ha, xẻ tà kimono. Rồi, thì nó cũng sẽ có cái phần giống như ở trên này nè. Ok. Như vậy là cơ bản ha, cơ bản là các em đã vẽ xong cái phần người rồi đó, phần người với lại phần dù, nói chung là vẽ phần phụ xong rồi. Bây giờ thì chúng ta mới bắt đầu là vẽ phần chính, đó, tức là phần khuôn mặt. Đây, phần khuôn mặt ha, thì các em sẽ vẽ như thế này. Coi như là chân mày nó ngay mắt luôn rồi, ấy ngay tóc, đó. Như thế này, mình sẽ vẽ là hai cái lần như thế này nha. Ở phía trên đây là chân mày nè mấy em. Đó, ở phía trên này là chân mày nha. Rồi các em vẽ cho đậm lên. Sau đó thì mình sẽ vẽ là như thế này. Đó. Rồi. Kỳ này mình vẽ mắt vuông vuông, không giống những lần trước ha. Thì thử vẽ kiểu mới xem sao. Mà không biết là phải mắt anime thì như thế này không nữa. Lần trước đã có một lần chị vẽ là không có thành công lắm nha. Đó, cho nên là chị cũng khá là sợ vẽ anime. Đó, nhưng mà chị cũng cố gắng vẽ lại xem sao nào ha. Và chút nữa mình sẽ tô lại nha. Đó, mình cũng sẽ vẽ là những cái vòng tròn. Đó, những cái vòng tròn ở trong đây để cho cặp mắt nó long lanh hơn. Đặc biệt là nhớ tô đậm cái phần này nha. Rồi ha, tiếp theo thì các em sẽ chấm cho chị một cái ở đây. Nhẹ thôi nha. Là phần mũi. Rồi đến là phần miệng. À, phần miệng như thế này. Cô đó đang cười ha. Cười mỉm thôi. Như thế này. Và các em cũng không quên vẽ cho chị là cái lông mi nha. Đây mình chỉ vẽ đơn giản thôi. Đó, lông mi. Một chút xíu lông mi thôi, như thế này là đã đủ rồi nha. Đơn giản thôi. Tiếp đến thì phần dù thì các em biết rồi đúng không? Đó. Cứ tròn như thế này nha. Sau đó các em vẽ thêm một lớp tròn nữa. Dù này á, thắt rất là công phu. Ở đây thì sẽ là những cái lớp kéo nha. Ở đây thì sẽ là những cái đường sọc
rồi, chị vẽ sơ một chút nữa các em tô lại cho kỹ nha. Rồi ha, ở đây thì cũng sẽ là những cái sọc, những cái sọc. Sau đó thì mới là những cái dù ha, các em vẽ cho nó đều ra, nó mới tròn được cái dù nha. Đó, như vậy đó, ha, ra cái dù rồi. Tiếng to, và như vậy là chị đã sẽ vẽ xong phần chì rồi đó mấy em. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vẽ phần bút lông. Tiếng to, tô lại hết nha. Tô lại, và đầu tiên chị nghĩ là chị cũng cần nên chỉnh là cái cài tóc này nó hơi nhỏ rồi ha, nó sẽ to ra một chút như thế này nha mấy em. Đó, chỉnh lại luôn. Rồi ha, cứ như vậy các em sẽ vẽ cái phần tóc của Anemi nha. Rồi, chị sẽ bấm nhanh vào khúc này ha, bởi vì mình chỉ đồ lại thôi, chủ yếu là mình đồ lại. Đây, mình sẽ đồ lại tóc của cô gái của chúng ta. Đó, đồ lại hết nha. Bên bên, và đây chị đã tô bút lông xong. Bây giờ mình sẽ tô màu, và kỳ này chị sẽ tô màu hoàn toàn bằng bút chì luôn nha. Đầu tiên thì chị sẽ tô tóc màu đen, như là bạn mình nhuộm đen màu xanh ha, đen xanh dương. Đó, thì các em cứ tô một số chỗ là mình sẽ tô màu đen, đen đậm lên như thế này. Đó, rồi sau đó mình sẽ điểm xanh dương ở những cái chỗ mà nó lợt hơn nha. Đó, rồi bây giờ thì chúng ta cứ thế mà tô thôi nha. Những cái chỗ ở bên trong này thì nó sẽ tối màu hơn, và bên ngoài thì nó sẽ sáng hơn nha. Các em cứ kiên nhẫn, kỳ này mình sẽ tô bằng bút chì. Rồi ha, các em cứ vẽ cho nó dài xuống như thế này. Đây nha, sau khi tô bút chì xong thì chị sẽ lấy cây bút màu xanh dương để chị tô những cái chỗ mà nó còn à, những cái chỗ mà nó sáng sáng hồi nãy á. À, cô này có mái tóc màu xanh dương nha. Đây, các em cứ tô lại những cái chỗ mà màu sáng thì sẽ được ha. Và như vậy là chị đã tô xong cái mái tóc rồi đó. Bây giờ thì chị sẽ tô màu ha, tô màu cho cái váy này theo tông là màu hồng galaxy nha, hồng tím và xanh dương. Ok, và như đã nói thì dĩ nhiên là ở đây chị cũng sẽ cho nó thêm màu tím ha, nó sẽ là ba màu trên cái váy này nha. Đầu tiên thì các em sẽ vẽ những cái bông hoa như thế này ha, 1 cánh, 2 cánh, 3 cánh, 4 cánh, 5 cánh. Đó, các em sẽ vẽ một số cái bông hoa màu hồng. Đó, các em thích ở đâu? 1, 2, 3, 4, 5. Trải đều đó nha, chỗ nào thì cũng sẽ có hoa hết. Đó. Rồi, các em cứ thấy mà đẹp vải, chị nói vải. Tức là mình sẽ rải nha, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, các em cứ rải đều những cái bông hoa hồng ra như thế này. Và chị đã vẽ xong hoa rồi, bây giờ thì chị sẽ dùng cái bút xanh này để chị tô màu nha. Đây, tô màu xanh nha mấy em. Chị sẽ tô màu xanh cho những cái chỗ trống như thế này. Các em chú ý ha, cứ như vậy mình tô thôi chứ cũng không có gì là khó hết. Rồi, mình sẽ tô màu xanh. Những chỗ trống như thế này thì các em cứ tô màu xanh nha. Tiếp theo thì chị sẽ dùng màu tím này nha, để chị vẽ những cái chỗ mà xung quanh của cánh hoa ha. Đó, mình sẽ tô xung quanh hoa như thế này, cho nó đậm đậm lên một chút xíu thôi. Nói chung là cũng không có cần phải nhiều đâu nha, nhưng mà mình có một chút ánh tím vô để cho nó ra cái màu galaxy đó mấy em. Đó, như thế này thôi ha. Hoặc là đơn giản là các em có thể vẽ chen vô ở bên trong của cái màu xanh như thế này. Lâu lâu các em làm cho một vài đốm màu tím như thế này ha. Đó, như thế này thôi, để tạo nên cái ánh galaxy đó. Rất là dễ thương nha, chị rất là thích cái tông màu galaxy. Không biết thì các em có thích hay không, nếu không thích thì các em có thể tô màu xanh không, thì cũng đã dễ thương rồi ha. Đó, chị chỉ thêm một chút xíu màu tím thôi như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ tô nha, mình sẽ tô cái đai nè. Đó, cái đai là bằng màu hồng nha. Cái đai là mình sẽ tô là màu hồng tím, giống như cái cài tóc vậy đó nha em. Đó, mình sẽ tô như thế này. Rồi bên đây thì các em sẽ tô màu tím ngược trở vô ha. Đó, bên kia thì màu hồng đậm, bên đây thì sẽ là màu tím ngược trở vô. Đó, rồi ở bên phía trong này thì các em cũng sẽ tô là màu đỏ ha. Tô hết màu đỏ luôn. Sau đó thì các em có thể dùng màu chì đen để tô ha. Tô chồng lên như thế này, nó sẽ ra là cái ánh đỏ đậm thôi nha. Giống như chỗ này cũng vậy luôn nha, các em cũng sẽ tô cho nó đậm lên. Đó, cái phần phía sau này nha, mình cũng sẽ tô là màu đỏ luôn. Cái nơ ở đằng sau đó nha. Rồi, chừa một chút xíu ha, chị sẽ tô màu tím vô. Một góc nhỏ thôi như thế này nha.
chơi. Các em cũng lấy màu xanh dương tô một ít ngay cái phần mắt dưới đây nha. Đây, các em cũng có thể về một chút xíu như thế này. Đó, về một chút xíu thôi, như thế này. Sau đó sẽ dùng màu da nha, để tô màu da. Đây, các em dùng màu da để tô. Tiếp theo các em sẽ dùng màu cam để viền nhẹ. Viền nhẹ ở phía bên một bên thôi. Đó, các em xem nè, viền rất là nhẹ như thế này luôn. Rồi các em dùng màu cam nhấn nhẹ đây cho nó thành cái sóng mũi ha. Sau đó mình sẽ tô má hồng bằng cái màu đỏ nè, cái chì đỏ. Các em chú ý tô nhẹ đi nha, để nó thành một cái cục màu đỏ thì là đỏ luôn thì nó sẽ rất là xấu ha. Mình chỉ làm cho nó hồng nhẹ thôi. À, như thế này nè. Ok. Sau đó thì các em sẽ vẽ cái môi nha. Các em sẽ vẽ cái môi. Đó, cái môi màu hồng. Dễ thương không? Tiếp theo thì các em sẽ dùng màu xanh nha để tô cái dù. Tô đậm ở phía trong nha, các em chú ý là mình sẽ tô đậm ở trong đây. Nha chị, ví dụ là mình sẽ tô đậm ở trong đây. Rất là đậm. Sau đó nó sẽ lợt dần ra nha, nó sẽ lợt dần ra như thế này. Rồi sau đó thì các em sẽ vẽ những cái bông hoa 3, 4, 5 ha. Rồi tô màu. Đó. 1, 2, 3 ha. Cứ như vậy, 1, 2, 3, 4. Đó, mình cứ vẽ vòng vòng cái hoa trên cái dù nha. Đấy, như vậy là xong rồi. Bây giờ thì chị sẽ tô cây dù ha. Cái cây á, chị sẽ tô một bên là xám thôi ha. Một bên thì vẫn vẽ trắng bình thường nha mấy em. Dễ không nào? Cứ từng bước vẽ theo chị nha. Đó. Và nếu như chưa thấy đẹp thì có thể góp ý. Rồi ở bên đây các em cũng có thể là vẽ thêm màu đỏ nha. Đó. Cho nó nổi lên như thế này. Ok. Tới đây á, các em có thể vẽ cái phần ghế nha. Đây, cái phần ghế mà bạn nó ngồi. Đó. Mình có thể vẽ cái phần ghế mà anime ngồi nha. Như thế này. Rồi ha. Nó sẽ lên như thế này ha. Giống như là nó có cái cục gỗ vậy đó em. Rồi nha. À, một cái bệ gỗ như thế này. Đó, bạn đó đang ngồi trên cái bệ gỗ. Và các em cũng có thể tô đen đi hết nha. Này, tô đen hết cái bệ gỗ này luôn. Và đây chị đã tô màu xanh nha. Chị cho thêm một vài cái lá màu xanh vô nữa, nhìn cho nó nên thơ luôn. Thì không biết là các em có thích là cái bức vẽ anime Jiraka này của Yukata. Chị rất là thích vẽ. Tuy nhiên là chị lại ít xem truyện tranh cũng như là phim hoạt hình, cho nên là nếu như chị vẽ có sai thì rất mong là các em góp ý nhẹ nhàng nha. Yêu các em nhiều. Và chị sẽ cố gắng vẽ tiếp tục nữa những bức tranh mà các em yêu cầu. Hy vọng rằng là các em sẽ thích bức này. Và video của chị đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở video sau nha. Nếu thích thì hãy nhớ bấm like kênh Đỗ Nhật Khanh. À, bấm like video, chị nói lộn. Bấm like video và đăng ký thành viên kênh Đỗ Nhật Khanh để cùng chị mỗi ngày dành ra 5 đến 20 phút chúng ta cùng vẽ những bức tranh nha. Yêu các em nhiều, hẹn gặp lại các em ở video sau.